trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettimes, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Thưa quý khán giả, chương trình luận đàm thời sự ngày hôm nay nha, chúng tôi đang lấy cái chủ đề là cái lời tuyên bố của ông Daniel Rochelle, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã đưa ra một cái lời tuyên bố đanh thép để mà gần như là đánh thẳng vào cái quan điểm của Bắc Kinh lâu nay đó. Đối với các quốc gia trong vùng mà có tranh chấp thì họ luôn luôn giữ cái quan điểm là phải chỉ có giao thiệp đông song phương, chỉ có bàn luận giữa Bắc Kinh và cái quốc gia có thể là quốc gia nạn nhân trong cái vụ bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Và với Hoa Kỳ thì họ vẫn luôn luôn tìm mọi cách để mà đưa ra một cái quan điểm là trung lập, nghĩa là phải đứng giữa và không có can thiệp. Nhưng mà lần này thì ông Rochelle với tư cách là trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đã lên tiếng một cách rất là rõ ràng. Thì xin anh Phạm Khắc Khiêm có thể nối tiếp những suy nghĩ của anh cho anh. Nó thế này này, chúng ta nhìn vô thì từ trước nay Trung Quốc tự hào là có những cái binh thư tôn tử, binh thư, nhiều sách binh thư lắm. Nhưng mà những người áp dụng không biết áp dụng và cuối cùng mình nói là thua. Tôi lấy ví dụ như là trong cái cuộc chiến ở những đời trước Việt Nam đánh với lại Trung Quốc thì Việt Nam đầu tiên giả vờ thua và Trung Quốc càng ngày càng lấn tới tới lúc mà lọt vào ổ phục kích. Thì bây giờ nhìn vào bàn cờ quốc tế bây giờ cũng vậy thôi. Chúng ta thấy rõ ràng là Mỹ đã chơi cái game, gọi là game, có nghĩa là lúc đầu tiên làm như là có thể bị Mỹ bị thua thật, là rút khỏi Philippines, Nhật Bản, là cũng có vẻ như là không tin tưởng vào Mỹ, các quốc gia khác mà kia từ từ như thế. Trong khi Trung Quốc ấy, nó có một cái thế lúc đầu tiên là có thế, người thì nhiều, tiền sau khoảng thời gian buôn bán tích trữ lại cũng dư tiền, nhưng mà không biết dùng cái thế của mình, mà cuối cùng thì tưởng là mình ngon lành, hống ngách. Mà trong khi hống ngách như thế đó, thì Mỹ dùng chơi một cái game, chúng ta game chữ đó, nghĩa là Mỹ đứng trung lập, nghĩa là không đứng ở phía nào cả. Thì ông Tàu, ông thấy rằng Mỹ không đứng phía nào cả, mình lấn một tí, làm chiếm đảo của nước này, chiếm đảo nước kia, Mỹ cũng làm ngơ, bởi vì Mỹ chưa đến lúc phải phản công. Được làm ngơ, tàu tưởng như thế ngon lành, tiến mãi, khiến cho những nước chung quanh ấy, bắt đầu cảm thấy rõ ràng là bây giờ không được rồi, mình sẽ phải, thứ nhất là mình phải đứng phía Mỹ, thứ hai là mình phải đưa ra tòa án quốc tế để xin quốc tế phán xét. Và bây giờ đó, thì Mỹ cũng trong cái game đó, Mỹ bắt đầu đổi cái cách lý luận, là tôi không đứng phía nào cả, nhưng mà bây giờ tôi phải giữ cái luật quốc tế là luật về hàng hải như thế nào đó. Và khi nói về luật hàng hải thì đúng rồi, tất cả các quốc gia khác cũng liên quan tới vùng Biển Đông, nghĩa là 5.400 tỷ đô la đi qua đó, mà bây giờ anh muốn chiếm 80-90% Biển Đông thì anh bóp cổ tôi làm sao tôi có dầu lửa đi qua, tôi làm sao tôi có hàng hóa đi qua buôn bán được. Thế nha, các quốc gia khác bèn phải đứng về phía Hoa Kỳ. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy là rõ ràng là Trung Quốc bị cô lập. Sang Miến Điện ấy, thì Miến Điện bây giờ Trung Quốc muốn mở đường về phía Ấn Độ Dương thì mở không được, về phía dưới này thì đầu tiên ấy, thì người ta nhìn thấy rõ ràng là cái hiệp ước Thành Đô Việt Nam mất đến vào tay Trung Quốc đến nơi rồi. Mà cuối cùng vì hống ngách như thế, vì coi thường, vì khinh bỉ, những tôi nói là vì khinh bỉ những người lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam, khiến cho những người lãnh đạo Cộng sản cảm thấy nhục quá. Bây giờ gặp một ông ở xa, ông giàu có đủ điều kiện về phương tiện, về kỹ thuật, kể cả cơ khí, võ khí nữa. Bây giờ ông sang ông tỉ tê thì mấy ông Việt Nam cũng theo thôi. Vâng, cảm ơn anh. Bởi vì cái suy nghĩ của anh Phạm Khắc Khiêm, thưa quý khán giả, đã cho chúng ta thấy được một vài cái sách lược của Hoa Kỳ trong quá khứ. Và đặc biệt, và chúng tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất ấy, là thưa anh, Hoa Kỳ đã áp dụng một cái phương thức mà tôi nghĩ họ rất là lão luyện trong cái vấn đề ngoại giao. Đó là cái sự chinh phục các cái cảm tình của quốc gia khác, để cho trong khi mà đẩy Trung Quốc vào cái thế nghĩa là
hãnh tiến, lúc nào cũng tự cho mình như là có thể làm được tất cả mọi chuyện, và vì vậy cho nên đi quá lỗ. Và trong cái thời gian đó thì Hoa Kỳ đã tìm mọi cách để mà đi gần với các quốc gia ở trong vùng, mà không phải chỉ các quốc gia trong vùng mà cả những quốc gia xa một chút như Ấn Độ chẳng hạn. Các anh nhìn thì các anh thấy ngay trong cái thời gian vừa qua thì cả Ấn Độ, cả Nam Dương, rồi Mã Lai và kể cả nước nhỏ như Tân Java cũng đã bắt đầu xây dựng những cái căn cứ ở ngay sát biển. Họ làm gì vậy? Tức là họ đã sợ Trung Quốc và họ đã tính cái chuyện là phải có một cái lực lượng để mà đối kháng lại cái hành vi, cái động thái, cái chủ trương bành trướng của Trung Quốc. Và bây giờ đã đến cái lúc mà Hoa Kỳ có thể nói thẳng ra rồi, thì xin anh Đinh Xuân Quân có thể... Tôi thấy là còn hơn một cái chuyện đó là trong cái thời gian qua, nếu mà nói như vậy thì là Mỹ đang bố trí cái bàn cờ. Cái chuyện quan trọng là gì? Nước Nhật đã thay đổi về vấn đề sử dụng quân đội. Đó là một. Cái thứ hai đó, Nhật đã lên tiếng là anh đã đặt 12 cái giàn khoan trong cái vùng biển tranh chấp được. Anh đã hứa với chúng tôi, anh đã ký với chúng tôi là không có làm chuyện đó. Trong khi Trung Quốc vẫn nói đây là biển chúng tôi. Thì bây giờ phải làm cái gì? Một là đánh nhau, hai là phải ra tòa án, phải có cái rõ ràng trong chuyện đó. Thì trong cái chuyện này, trong cái bày cái cờ này thì con chốt mà có thể chót được đó, mà có và được coi là đi thân Trung Quốc là con chốt Nguyễn Phú Trọng, và con chốt là bây giờ đã đi qua bên Mỹ và đã không dám nói là về hẳn phía Mỹ, nhưng mà vì quyền lợi của Việt Nam ở miền Đông, và thấy là Trung Quốc thì hơi quá lỗ, đã đi bao nhiêu lần qua hòa hoãn với Trung Quốc mà vẫn bị mang cái giàn khoan H981. Thành ra ở đây tất cả, cũng như là anh Khiêm nói, tất cả các nước Đông Nam Á đều vì sợ Trung Quốc vào cái bàn cờ phe Mỹ. Thì bây giờ là Mỹ, bây giờ với cái tuyên bố này đấy, tôi nghĩ là Philippines và các nước mà còn do dự tí ti đó cũng sẽ lên tiếng, và có thể nó sẽ khuyến khích Việt Nam nữa, là không biết có dám ra tòa hay không. Nhưng mà sau vụ Philippines thì Việt Nam bây giờ có nhiều cơ hội hơn để sử dụng luật quốc tế trong việc là tranh chấp các cái biển đảo, các cái vấn đề quốc tế và sử dụng luật. Thì đây nó là một cái rõ ràng là một bên là sử dụng luật, hai là lấy thịt đè người. Trung Quốc là rõ ràng là dùng cái chiến thuật lấy thịt đè người, và bên kia thì luật lệ, thì bên này thì bên nào thắng đây. Nhưng mà rõ ràng là những cái động tác vừa rồi của Hoa Kỳ, ví dụ như là ông tổng tham mưu trưởng, nghĩa là hạm đội thứ 7 bay qua những cái đảo mà Trung Quốc đang bồi đắp, và họ cũng tự nhiên bay qua đấy, không có xin phép, không có gì hết. Thì đây nó đánh dấu là rõ ràng là anh có bồi đắp đảo thứ bao nhiêu chúng tôi vẫn không công nhận, và chúng tôi sẽ tiếp tục tự do lưu thông hàng hải và ở trên không nữa, chứ không phải là chỉ có hàng hải. Mà cái tự do lưu thông đó, rõ ràng ông trợ lý Bộ Ngoại giao nói này, rõ ràng Russell nói là không phải tự do chỉ cho nước Mỹ không, mà cho tất cả mọi nước đó. Mình nếu mà mình đọc kỹ đó, mình thấy là cái đó là rất là quan trọng, nghĩa là tự do hàng hải kể cả cho Việt Nam nữa. Tại sao hồi đó tới giờ Trung Quốc vẫn dùng cái chữ Việt Nam, báo chí Việt Nam dùng tàu lạ đâm tàu đánh cá Việt Nam, bắt giữ ngư dân Việt Nam, thì cái đó không phải là tự do hàng hải, đó là cái vấn đề cấm đoán, mà anh không có quyền cấm đoán, mà tại sao anh làm cái chuyện đó. Thì đây là một cái cớ rất là hay cho phía Việt Nam để đứng lên và đòi hỏi cái quyền tự do hàng hải. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh, cái nhận định của anh. Có lẽ chúng ta cũng phải nhìn vào một vài cái
cái động thái, một vài cái lời tuyên bố vừa qua đó, mới đây thôi. Tôi muốn nói tới cái lời tuyên bố của ông Ngô Sĩ Tồn, một cái học giả được coi là học giả nổi tiếng của Trung Quốc. Và tôi nghĩ là không phải tự ông ấy tuyên bố. Tôi chắc chắn là cũng phải có một cái tiểu di nào đó từ trên cái bộ chính trị để mà một cách để mà làm bớt cái căng thẳng đi, hay là chuẩn bị một cái bước thoái lui nào đó của Trung Quốc. Ông ta đưa ra một cái khuyến cáo Bắc Kinh là không nên lập cái vùng nhận dạng phòng không ở cái vùng đó. Thưa quý khán giả, xin quý vị đừng rời máy sau ít phút thông tin thương mại. Chương trình vấn đề, chương trình luận đàm thời sự sẽ trở lại cùng quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.